Cô thân ái chào tất cả các em. Từ bao đời nay, những câu chuyện cổ luôn là những bài học ông cha ta muốn răn dạy con cháu. Qua câu chuyện Những hạt thóc giống của dân gian Khmer, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu xem ông cha ta muốn nói gì với chúng mình nhé. Mục tiêu của bài này: về đọc thành tiếng, giúp các em đọc đúng các tiếng từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ như gieo trồng, sững sờ, luộc kỹ, dõng dạc, chẳng nảy mầm. Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi cảm. Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung. Về đọc hiểu, giúp các em hiểu các từ ngữ khó trong bài: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh. Hiểu nội dung câu chuyện, ca ngợi cậu bé chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật. Mở đầu tiết học, cô mời các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết bức tranh vẽ cảnh gì. Chắc các em cũng thấy, đây là bức tranh vẽ cảnh một ông vua già đang dắt tay một cậu bé trước những người dân đang nô nức chở hàng hóa đến trước cung vua. Cảnh này em thường thấy ở những câu chuyện cổ. Bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc bài nhé. Những hạt thóc giống. Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước nhà vua quỳ tâu. Tâu bệ hạ, con không làm sao cho thóc nảy mầm được. Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi, còn ai để chết thóc giống không? Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói, trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta. Rồi vua dõng dạc nói tiếp, trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. Truyện dân gian Khmer. Trong bài có một số từ khó đọc, khi đọc các em cần lưu ý. Từ nảy mầm, các em lưu ý vần âm. Các em đọc theo cô, nảy mầm. Từ sững sờ, các em lưu ý vần ưng, thanh ngã. Các em đọc theo cô, sững sờ. Từ dõng dạc, các em lưu ý vần ong, thanh ngã. Các em đọc theo cô, dõng dạc. Từ gieo trồng, các em lưu ý phụ âm đầu di. Các em đọc theo cô, gieo trồng. Ở bài tập đọc này được chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, từ ngày xưa cho đến bị trừng phạt. Đoạn 2, từ có chú bé đến nảy mầm được. Đoạn 3, từ mọi người đến thóc giống của ta. Đoạn 4, rồi vua dõng dạc cho đến hiền minh. Trước khi tìm hiểu bài tập đọc, chúng ta cùng giải thích một số từ khó hiểu có trong bài. Bệ hạ, từ gọi vua với ý tôn kính. Sững sờ, lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động. Dõng dạc, nói to, rõ ràng, dứt khoát. Hiền minh, có đức độ và sáng suốt. Ngoài các từ trên, còn từ nào chưa hiểu rõ, các em có thể tra thêm từ điển hoặc tìm hiểu thêm trên Internet nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước vào tìm hiểu nội dung bài. Các em cho cô biết, nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi? Chắc các em dễ dàng trả lời câu hỏi này phải không? Nhà vua chọn một người trung thực để truyền ngôi.
Vậy Nhà vua làm cách nào để tìm được người trung thực? Các em cùng tìm câu trả lời nhé. Để xem đáp án của các em có giống cô không nào. Để tìm được người trung thực, nhà vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Cô chúc mừng những bạn nào đã có câu trả lời đúng. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu câu hỏi số 3. Hành động của chú bé chôm có gì khác mọi người? Chắc là các bạn đã có câu trả lời rồi phải không nào? Chôm khác tất cả mọi người vì chú dũng cảm, dám nói sự thật, không sợ bị trừng phạt. Vậy theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý? Mỗi bạn đã có câu trả lời của riêng mình rồi, chúng ta cùng kiểm tra xem kết quả nhé. Vì người trung thực bao giờ cũng nói thật, không vì lợi ích của mình mà nói dối, làm hỏng việc chung. Hoặc vì người trung thực dám bảo vệ sự thật, bảo vệ người tốt, làm được nhiều việc có lợi cho dân, cho nước. Qua 4 câu trả lời trên, chắc các bạn đã tìm được nội dung chính cho bài này rồi phải không? Cô có 4 đáp án A, B, C, D. Các em hãy tìm đáp án đúng nhất nhé. A. Phê phán người dân đã gian lận để đạt được mục đích. B. Ca ngợi nhà vua thông minh nghĩ ra cách để tìm người tài giỏi. C. Phê phán người dân chưa trung thực, dũng cảm nói ra sự thật. D. Ca ngợi chú bé chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật. Đáp án đúng ở đây là câu D. Cô chúc mừng những em đã chọn được đáp án đúng. Các em thấy đấy, trung thực là đức tính quý giá của con người. Có trung thực, chúng ta sẽ được mọi người quý mến. Đối với các em, trung thực là gì nhỉ? Đó là không được nói dối, làm bài không được quay cóp hoặc nhìn bài của bạn. Mỗi khi có lỗi phải biết nhận lỗi. Có như vậy thì các em sẽ được mọi người quý mến. Khi đọc bài này, các em cần lưu ý. Toàn bài đọc với giọng chậm rãi, cảm hứng, ca ngợi đức tính thật thà của chôm. Lời chôm tâu vua thì đọc với giọng ngây thơ, lo lắng. Lời vua lúc giải thích thóc đã luộc kỹ thì đọc với giọng đọc ôn tồn. Lúc khen ngợi chôm, đọc với giọng dõng dạc. Trong câu vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Chú ý ngắt hơi ở những chỗ cô đã đánh dấu nhé. Các em cùng đọc lại câu trên. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ đọc lại bài nhiều lần và tập trả lời các câu hỏi. Xem trước cho cô bài gà, trống và cáo nhé. Cô thân ái chào tất cả các em.